Chương nổi này cùng tăng bài du lịch Vũng Tàu. Tôi đã đi du lịch Vũng Tàu thực 3 năm. Tôi đã đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã thích chọn về du lịch Vũng Tàu. Tôi sử dụng xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu. Hai mươi năm km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu khoảng 2 giờ. Tôi đã đi du lịch Vũng Tàu. Tôi đi các sạn ở biển ở Vũng Tàu. Tôi có 3 tuổi. Bạn tôi, tên bạn tôi là Trung. Anh nói là nhân hông chuẩn cho lục sống bấm. Chúng ta gặp chúng ta làm lúa sống ô Vũng Tàu, bài Vũng Tàu. Tôi đã đi theo bóng biển tu viện đến tàu nhỏ. Trên biển làm bè cao cả ô Vũng Tàu. Thuyền nhỏ như thuyền nhỏ đi sử dụng ô chỗ cao cả. Tôi đã đi tàu như phúng phúng giả đã đi bơi ở biển. Cô là tôi đi. Tôi đã đi Vũng Tàu. Tôi đã sử dụng thuyền từ Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Mekong đi thành phố Hồ Chí Minh xuống biển từ biển đến xuống sông Sài Gòn. Tôi đã đi đến quan mục mục quán quan mục ô thành phố Hồ Chí Minh. Sau tôi, tôi sẽ nói về du lịch Cần Thơ. Tôi sẽ nói về du lịch Cần Thơ. Cần Thơ. Cần Thơ.
Tôi sẽ nói về du lịch Cần Thơ. Tôi đang tốt tiếng Hàn. Tôi nói về du lịch Vũng Tàu, nhưng mà ít là tôi có chào nội nại chung đàn tại sự thức tồn tại tôi đàn sự suy tính tồn tại thức thành mà nào tôi đàn sự chủ tính làm phổ của sự Apple của chúng tôi là hết xuân về vương diện phương táo tôi sử dụng cả sự phương xe đổi tứ tặng của chữ nhân tặng quốc chứng minh tên của cả hai mình. Đi đầu nít từ Campuchia, Hồ Chí Minh, tên khu chào Hải Dương. Tôi đã đi phụ tên của cả, tôi tên tên nít chào Hải Hải Dương. Tôi đã đi chùa tên của cả, tôi tìm các sản ở Viên, ở Vương. Tôi tìm các sản ở viên ở Vũng Tàu tôi cô bằng 8 tuổi ba tuổi trên bắt cứ ban cứ thức ăn nói là nên không phụ trợ lúc sống bọn chúng ta cấp chúng ta làm mà lúc sống chúng ta tại Vũng Tàu tôi đã đi từ phạm tình thư viện đem tháo
dán tiền vào dán tiền cậu và cô với cậu quên nào như quên nhiều đồ cậu tôi đã đi tàu uống thức sáng tại vì cô ấy ông bên cô là tôi biết tôi đã đi ô vũng tàu tôi đã đi phương du khuyết từ vũng tàu từ căn phố thì tâm tôi ven cán lộ Sài Gòn tôi đã đi đến khoảng một khoảng khoảng một sau tôi sẽ nói về ý thích tập trình tôi sẽ nói về cảm tiếp cảm phục không.